Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Tôi là Ngọc Anh. Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung những lá đơn mang theo khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở phên Dậu, cực Bắc. Khác với tiết trời giá lạnh của miền cao nguyên đá, mỗi độ đông sang, những ngày này không khí một tuyển quân rộn ràng khắp nơi, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc ở vùng cao biên giới Hà Giang đã có những lá đơn tình nguyện nhập ngũ đầu tiên mang theo khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thanh niên trẻ. Chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy trắng, không cầu kỳ, không màu mè hoa mỹ, những nét chữ ngay ngắn của thanh niên Thảo Xuân Trung, sinh năm 2003, người dân tộc Mông ở thôn Mã Hồng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, mang theo ý chí, quyết tâm và khát vọng được khoác lên mình màu áo xanh bộ đội Cụ Hồ để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách đây hơn 4 năm, bố mất vì bệnh hiểm nghèo, Trung trở thành lao động chính trong gia đình và là chỗ dựa duy nhất cho mẹ. Để có tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho mẹ, Trung chọn công việc là giao hàng trong huyện để có thêm thời gian chăm sóc mẹ với mức lương 6 triệu đồng trên một tháng. Tham gia nghĩa vụ quân sự là mơ ước của cá nhân em và cũng là di nguyện của bố. Em tin rằng khi vào môi trường quân ngũ, em sẽ được rèn luyện và cống hiến một phần nhỏ bé của bản thân vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em cũng khá lo lắng khi lên đường nhập ngũ, mẹ sẽ phải ở một mình, không ai chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ luôn động viên em, thanh niên Thảo Xuân Trung chia sẻ. Khi biết con tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, chị Sùng Thị Pàng, mẹ Thảo Xuân Trung vui mừng bày tỏ: "Tôi rất ủng hộ khi con viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm nay. Qua khám tuyển, con tôi đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, sức khỏe nên bản thân tôi và dòng họ rất tự hào về cháu. Tôi luôn động viên con khi vào môi trường quân đội phải luôn phấn đấu hoàn thiện tốt nhiệm vụ ở đơn vị. Còn đối với thanh niên Dương Chí Ba, sinh năm 2004, dân tộc Mông ở thôn Mỏ Xài, xã Thanh Vân, huyện Quảng Bạ, mặc dù đang làm công nhân ở ngoài tỉnh với mức lương 8 triệu đồng trên một tháng, nhưng khi biết tin địa phương tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, ba đã trở về quê hương và viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Thanh niên ba có hoàn cảnh rất éo le. Em sinh ra trong gia đình có hai anh em trai, bố mất khi em mới lên 10 tuổi và mẹ đi làm thuê cũng đã mất tích không lâu sau đó. Ba cùng anh trai sống trong sự bao bọc của người thân trong dòng họ. Cuộc sống của người thân cũng khó khăn, vất vả. Nên khi học hết lớp 9, ba đã xin nghỉ học để đi làm ở khu công nghiệp ngoài tỉnh cùng anh trai. Thanh niên Dương Chí Ba chia sẻ, em luôn tâm niệm rằng dù trong hoàn cảnh nào, bản thân mình cũng phải nỗ lực sống là một công dân có ích cho xã hội, được tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không chỉ là ước mơ của em mà còn coi đó là trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước. Bản thân em cũng mong muốn được tôi luyện bản lĩnh, nghị lực trong môi trường quân ngũ. Dù hoàn cảnh gia đình của mỗi người là khác nhau, nhưng tất cả đều chung ý chí, khát vọng được tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ. Phía sau mỗi lá đơn tình nguyện, đó luôn là sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối của gia đình, dòng họ đối với những thanh niên có lý tưởng cách mạng tốt và ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến cho sự nghiệp phát triển, bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, toàn huyện Quản Bạ đã có 27 lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2025. Thượng tá Mai Trọng Chuyên, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Quản Bạ cho biết, thật phấn khởi cho công tác tuyển quân năm nay của huyện khi có rất nhiều công dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn đã hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên trên địa bàn huyện vùng cao biên giới Quản Bạ được tăng lên qua từng năm. Những lá đơn gác tình riêng để lo việc chung theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã góp phần truyền lửa, cổ vũ mạnh mẽ để thanh niên ở nơi địa đầu của Tổ quốc hăng hái tình nguyện lên đường tòng quân. Khác với tiết trời giá lạnh của miền cao nguyên đá, mỗi độ đông sang, những ngày này không khí một tuyển quân rộn ràng khắp nơi. Và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.